Trong khuôn khổ giải xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2012, đây là trận thi đấu đơn nữ giữa hai vận động viên Phạm Thu Hương của TNT Hà Nội. Và Khánh của Ninh Thuận. Diễn biến ở ván thứ nhất, Thu Hương ra bóng. Nguyễn Khoa, Diệu Khánh và Phạm Thu Hương là những vận động viên tranh chấp các thứ hạng cao ở giải lần này.
Trận đấu tiếp tục ván thứ hai. Phạm Thu Hương ra bóng, tỷ số trận đấu đang là 1-0, tạm nghiêng về Phạm Thu Hương của TNT Hà Nội.
Trong khuôn khổ giải xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2012, đây là trận đơn nữ giữa các vận động viên thiếu niên lứa tuổi 14-15. Phạm Thu Hương của TNT Hà Nội. Khoa Sự Khánh của Ninh Thuận và Phạm Thu Hương đều là những vận động viên có thành tích rất tốt ở giải lần này. Và đây là trận tranh chấp các thứ hạng cao hơn. Thấy cái bộ
Trận đấu tiếp tục ván thứ tư. Phạm Thu Hương ra bóng. Tỷ số trận đấu đang là 2-1, tạm nghiêng về Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Ninh Thuận. Yeah.
Trận đấu tiếp tục, ván thứ 5, Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Ninh Thuận ra bóng. Tỷ số trận đấu đang là 2-2. Đây là nội dung thi đấu đơn nữ của giải xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2012 giữa các vận động viên thiếu niên lứa tuổi 14-15. Phạm Thu Hương và Nguyễn Khoa Diệu Khánh đều là những vận động viên có thành tích rất tốt giải thi đấu lần này và đang tranh chấp top dẫn đầu. Thank you.
và tập trung vào. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Làm Xét. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào.